Tôi rất xúc động bởi vì là tuần trước vừa cất cánh từ Tokyo, có 3 tuần ở Tokyo để đến thăm và làm việc với các tập đoàn Nhật Bản, những doanh nghiệp hàng tỷ đô, và mong muốn để hạ cánh xuống Nội Bài để được cất cánh trên đường băng này. Và trên đường băng này tôi đã 2 lần được cất cánh cùng với 2 nhóm với góc độ của người bình luận của các chương trình. Và thưa với quý vị, thực sự là tôi rất xúc động sau mỗi chương trình. Và tôi cũng nói luôn là rất nhiều học trò của tôi, bạn bè của tôi nói là phải xem cất cánh. Và tôi cũng nói thật luôn là lâu nay tôi cũng ít đọc báo, tôi cũng ít xem TV, nhưng có một chương trình tôi không bỏ, đó là cất cánh. Mỗi một năm thì tôi đi nước ngoài khoảng hơn chục chuyến, hiện nay đi cũng khoảng gần 50 quốc gia rồi. Có lần tôi ngồi xem ở Frankfurt, có lần tôi xem ở London, có lần xem Paris và có lần xem ở Tokyo. Những cái lần xem ở nước ngoài nó xúc động vô cùng, và mình thấy tự hào về người Việt Nam, mình tự hào một cái chương trình của Việt Nam, tự hào rằng chúng ta có một chương trình như thế này. Đây là một chương trình truyền lửa, đây là một chương trình truyền cảm hứng, đây là những tấm gương tuyệt vời, đây là những bài học có thật, đây là những trải nghiệm, đây là những thành công, và đây là niềm tự hào của người Việt Nam chúng ta. Chứ không đơn giản là những con người lẻ với nhau, mà đây là một tập thể, một tập thể của gần 100 con người đã bước lên chủ đề băng này và đã cất cánh. Và tôi có cảm giác là ngày hôm nay trong đêm gala này, tất cả chúng ta đang trên một cái phi thuyền bay với một tốc độ rất lớn để bay thật nhanh và thật xa. Tôi cũng nói luôn là ngay tại câu chuyện rất thú vị là ông bố tên là Nguyễn Công Cần ở xã Đông Hòa, tỉnh Thái Bình. Thỉnh thoảng ông hỏi tôi, ông 80 tuổi rồi, ông hỏi thế bao giờ là cất cánh. Thế tôi thường ông bảo là tôi cất cánh đi đâu, ông bảo không, bao giờ cất cánh bố không nhớ là có bao giờ chuyến cất cánh được. Bố ngồi ở xã Đông Hòa thay mình bố xếp, một ông già 80 tuổi, một thầy giáo nghỉ hưu mà ngồi ở Thái Bình không nhớ bao giờ có chuyến cất cánh, mà vẫn hỏi con ơi bao giờ có cất cánh để bố ngồi xem. Câu chuyện đó tôi xúc động, và tôi muốn nói với chị Diễm Quỳnh, tôi muốn nói anh Trần Bình Minh ở bên dưới, các anh chị làm những chương trình quá tuyệt vời. Và tôi cũng nói luôn là chúng tôi vinh dự Thái Hà Book cùng với VTV vừa mới xuất bản cuốn sách này, vừa mới in xong cách đây ít phút, và chúng tôi mang ngay đến đây để khoe với tất cả quý vị, khoe với tất cả các bạn rằng chúng ta đã có sách cất cánh. Và câu chuyện đó là gì ạ? Thưa với các bạn, tôi đi các hội nghị lớn ở thế giới để diễn thuyết về văn hóa đọc, về đọc sách nhanh, về speed reading, rồi về read book together, đọc sách cùng nhau. Nhưng mà người ta hay bàn một câu chuyện là có những cuốn sách được chuyển thể thành tác phẩm truyền hình. Nhưng mà tháng 1 tới, ngày 11 tháng 1, tôi sẽ đi diễn thuyết tại Doha, tại hội sách của Trung Cận Đông, với sự có mặt của trên 100 nước trên thế giới. Và tôi cũng là một trong diễn giả, trong số diễn giả đó. Tôi sẽ giới thiệu một tác phẩm là gì ạ? Là chúng tôi lại chuyển thể ngược lại từ tác phẩm truyền hình thành sách. Và đây chắc chắn là chuyện lạ của thế giới, và tôi hy vọng rằng cả thế giới sẽ ngưỡng mộ Việt Nam. Bây giờ chúng ta đã đến lúc thời của chúng ta là phải mang Việt Nam đến thế giới, phải khoe, phải nói với thế giới rằng chúng tôi có những cái đi trước các anh, và các anh học chúng tôi. Và đấy là niềm tự hào. Và tôi rất mong rằng hơn 60 con người ngồi đây chính là hơn 60 phi công lái chiếc máy bay lớn này, bay cao, bay xa, và phải bay xa hơn nữa để làm sao để đất nước Việt Nam cùng cất cánh. Mong muốn là Việt Nam cất cánh, mong muốn Việt Nam bay cao bay xa. Và tôi tin vào điều đó, tôi chắc chắn vào điều đó. Và 11 tháng 1 tới tôi sẽ nói với cả thế giới rằng Việt Nam chúng tôi đã cất cánh. Xin cảm ơn.